Sắc xuân đang rực rỡ khắp nơi nơi. Điều này vừa do thiên nhiên tạo ra, vừa do con người tô điểm thêm để không gian xuân thêm tươi mới, độc đáo. Với mong muốn trồng một loại cây đặc trưng và tạo điểm nhấn riêng cho địa phương, từ năm 2017, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức đã trồng hơn 1.000 cây mai vàng trải dài khoảng 5 km giữa dải phân cách các con đường trung tâm huyện. Rất bắt mắt, kỳ công, đường hoa mai là điểm nhấn đặc biệt của huyện Châu Đức trong dịp Tết, đồng thời cũng trở thành niềm tự hào của người dân nơi đây. Đây là quốc lộ 56 đoạn qua xã Kim Long và thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Dọc theo tuyến quốc lộ này, những gốc mai đang đua nhau khoe sắc. Được đầu tư từ cuối năm 2017 với kinh phí gần 1 tỷ đồng, con đường hoa mai là công trình mà đảng bộ, chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng nhằm tạo ra điểm nhấn ở vùng đô thị phía Bắc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cũng là tạo hình ảnh khác biệt cho diện mạo trung tâm huyện Châu Đức. Nhiều năm qua, đường mai này trở thành điểm hút người dân đến du xuân đón Tết, tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách khi đến Châu Đức du xuân. Trên cái đường hoa mai của cái huyện Châu Đức này quá tuyệt vời, hoa đang nở rộ lên để đón một cái mùa xuân sắp tới. Và chắc chắn rằng năm mới huyện ta, xã, thị trấn chúng ta sẽ làm ăn khấm khá hơn. Mấy năm qua thì đầu tư một đường mai, thật sự ra mà nói là một đường mai nói chung là cản được cũng không có nữa, rất là phấn khởi. Nói chung là người dân hiện nay thì ăn Tết vui vẻ, một đường mai là hoàn toàn. Ở Châu Đức vào dịp Tết, nhiều sắc hoa buông nở khắp nơi, từ ruộng vườn đến mỗi sân nhà trên các tuyến đường. Thế nhưng, giữa muôn sắc hoa xuân, hoa mai vẫn chiếm vị trí quan trọng nhất. Người miền Nam quan niệm, mai là may mắn, là sung túc, thịnh vượng. Mai cũng chỉ nở hoa một lần vào dịp xuân. Vì thế, hoa mai không thể thiếu trong sắc hoa ngày Tết trong mỗi gia đình. Chứng kiến mai đâm chồi nảy lọc và khoe sắc khi xuân về Tết đến, người dân càng thêm trân trọng công sức chăm sóc tạo dựng đường mai, cũng là thêm yêu mến tự hào về quê hương mình mà càng tự giác chăm sóc, giữ gìn cảnh quan môi trường sống xanh sạch đẹp của quê hương. Riêng những cư dân được thụ hưởng trực tiếp không gian xuân tươi đẹp của đường mai chính là những tuyên truyền viên tích cực và gương mẫu nhất trong hoạt động giữ gìn và chăm sóc đường mai. Đa số là người dân rất là phấn khởi, hồ hởi và cùng nhau bảo vệ và chăm sóc đường mai. Phải nói đây là một cái tinh thần, phải nói những năm gần đây rất là được người dân cổ động. Và từ đó là từ xưa, từ đó là toàn bộ người dân đều có ý thức cũng như là việc chăm sóc và bảo vệ, cũng nêu cao cái tinh thần, có cái tính tuyên truyền lan tỏa sâu rộng cho tất cả các cộng đồng bà con dân cư. Với hơn 1.000 gốc mai trải dài trên các cái tuyến phố của huyện Châu Đức, ít có nơi nào có được. Huyện đã đầu tư chăm sóc và bảo dưỡng cả năm, và hôm nay đường mai Châu Đức đã khoe sắc, báo hiệu một cái niềm lạc quan và sự thắng lợi của nhân dân và cán bộ huyện Châu Đức trong năm 2023 cũng như những năm tiếp theo, để ra sức xây dựng một cái quê hương thật sự là nơi đáng sống của mọi người, mọi nhà. Đường mai, con đường được tạo dựng bằng tâm huyết, trách nhiệm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Đức, đã trở thành điểm nhấn đặc biệt trong chỉnh trang đô thị ở địa phương để chào xuân đón Tết, mà còn góp phần tô thắm thêm sắc xuân rực rỡ trên quê hương Châu Đức.